xe lạnh lạnh chấm chấm đông, mà em hồng hồng là tại anh đúng không? Trăng gầm thì chỉ thấy nhớ mong, chắc là phải lòng. Đừng từ chối, con tim đang lạc lối sau lớp khẩu trang. Anh biết em đã cười rồi, mình mà kịp thành đôi, mùa đông đến là quá đẹp rồi. Sống trên đời cũng đã lâu nhưng vẫn chưa gặp người nào lì thế đâu. Dẫu trong lòng đã thích nhau nhưng vẫn biết mấy câu. Ừ thì lại chưa công nhận mình thích anh, nhưng vẫn mỉm cười khi được nghe thính anh. Một ngày nào bác thanh linh, em sẽ phải dương tính với chính anh. Sau môi lúc tan ca trên đường về nhà, có ai đó bên ta nói với em khó quá cho qua, có anh đây mà. Kể chuyện ông sếp khó ưa, thời tiết ngày mai nó mưa, công ty có đứa thích em nhưng mà nó không có cửa. Cuộc sống này quá cạnh tranh, hay là về sống cạnh anh, hay như vậy cho nó nhanh. Đừng từ chối, con tim đang lạc lối, anh biết rằng tối đến em cũng thấy đơn côi như anh thôi. Vậy thì hãy trở thành một đôi. Sống trên đời cũng đã lâu nhưng vẫn chưa gặp người nào lì thế đâu. Dẫu trong lòng đã thích nhau nhưng vẫn biết mấy câu. Ừ thì là chưa công nhận mình thích anh, nhưng vẫn mỉm cười khi được nghe thính anh. Một ngày nào bác thanh linh, em sẽ phải dương tính với chính anh. Sống trên đời cũng đã lâu nhưng vẫn chưa gặp người nào xinh giống em. Dẫu trong lòng đã thích nhau nhưng vẫn tiếc mấy câu. Mặc dù là chưa công nhận mình thích anh, nhưng vẫn mỉm cười khi được nghe thính anh. Một ngày nào bác thanh linh, em sẽ phải dương tính với chính anh. Một ngày nào bác thanh linh, em sẽ phải dương tính với chính anh. Trong tâm trí tôi đã cứ sống mãi mãi. Em sẽ tự nghe tới là lâu vào mắt này ai. Em đang tạo đầu tương kỳ ra anh bên ngoài. Say đắm trong hôm nay. Sai sai là bài này lực ra mình theo tương lai kẻ hai. Đây như là em nói lúc đầu và người yêu cũ nói sau. Này làm cho em chẳng thể nào tin tưởng ai. Nhưng chẳng thể nào có ai ở đây. Làm cho em quên đi đau thương một giây. Anh muốn bên em ở thời gian hàng ngày. Làm cho em lạc vào trong yêu thương đắm say. Ai đến đón mình cùng ngước mặt lên bầu trời và chờ ngày mai sáng sớm, baby. Không cần chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn hoặc nhớ tới anh vừa 2-8-4. Bao nhiêu ân tình đâu rồi, quá quá nhiều lần đâu rồi, say rồi cũng quay rồi lại nói cái gì mình đây ngồi. Hãy subscribe.
lo là em cần gì từng ngày bằng bao nào. Bước chân có phát chơi bước xuống lắm bao chẳng có người xin chào. Không trả lời một tin nào, tìm mình anh thật tin vào. Không cần thiết phải nghe xung quanh quá nhiều tin đồn. Có một cái lên đi, thưa anh mê ở em là tâm hồn. Lúc qua khu 13 nhà mua gặp em mất hết cả linh hồn. Quá nhiều hương tràn ngập trên người quất đi bảo như vậy hơi nồng. Baby em lại chơi xong, em làm anh lại hơi ngộ. Xung quanh toàn nước, anh chỉ sợ dưới nhà sẽ hơi rột. Baby muốn là có được lượt số, anh là ông bụt. Anh chỉ muốn giải thoát trái tim nhỏ bé đang ở trong ngủ. Và ta quấn quýt nhau như đang xếp hình. Vụt một phát anh sẽ đưa em lên đỉnh cao. Lên sáu thích xem hoạt hình nhưng anh không thích nước mắt rơi trên mặt mình. Khi ba anh nói anh càng lớn thì càng lười, còn mà học rốt mai sau lấy gì làm người. Năm anh 16 thích về nhập tình, mẹ anh hay nói đừng để nó lừa gạt mình. Những sự hào nhoáng còn thấy trên truyền hình, luôn kèm những thứ đang mong muốn làm phiền mình. Năm anh 26 vẫn cố kiếm cái sinh nhai, yêu đương hơi khó khi chẳng biết sẽ tin ai. Mẹ anh hay nói phải kiếm đứa làm bà vui, dù con mới chính là người cùng họ ra tôi. Anh bước lần là ngay trước sân gà, khi em ngồi xuống hàng ghế đá trước chân ta, ta chẳng nhìn nhau. Em hỏi vài câu, khi nào anh mới sống đúng đây, khi nào anh mới hết đắng cay, khi nào anh mới vui. Anh chẳng biết nói gì và đó là khi khi mình không muốn khóc trước em, khi bàn chân lặng lẽ bước lên để em chẳng thấy mình buồn, để cho mọi thứ bình thường. Năm 2006, bạn bè anh có nhà ba gian lôi, chuyện anh không có nhà xa than và anh cố để mà kiếm được việc làm, vì sự thành công luôn được tính bằng tiền bạc. Khi anh 36, đứa con của mình đang lớn dần, anh hò ra máu với công việc thêm cuối tuần, nhưng ai thấu vì điều đó chỉ làm mình thêm muối mặt và đời vốn không trả công cho những ai đang cúi mặt. Lúc 46 cạnh lớn khôn cần, có số vốn là điều lớn hơn và nó muốn sống không muốn giấu mà. Anh bước lần là ngay trước sân gà, khi em ngồi xuống hàng ghế đá trước chân ta, ta chẳng nhìn nhau. Em hỏi vài câu, khi nào anh mới sống đúng đây, khi nào anh mới hết đắng cay, khi nào anh mới vui. Anh chẳng biết nói gì và đó là khi khi mình không muốn khóc trước em, khi bàn chân lặng lẽ bước lên để em chẳng thấy mình buồn, để cho mọi thứ bình thường. Lúc sau sau anh chẳng thể đến được nơi nào, những ước muốn khi ấu thơ tiếp tục bơi vào, chỉ có sóng gió phía trước đã ngừng khơi mào. Nhưng mà anh, khi nào anh mới sống đúng đây, khi nào anh mới hết đắng cay, khi nào anh mới vui. Anh chẳng biết nói gì và đó là khi khi mình không muốn khóc trước em, khi bàn chân lặng lẽ bước lên để em chẳng thấy mình buồn, để cho mọi thứ bình thường, để cho mọi thứ bình thường. Thank you.
Công chúa hay nàng tiên nữ trong thành, vài cơn nắng diều du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong thành. Do quân mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta. Lá khẽ đong đưa trên cành cây trốn xa xăm, em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm. Vài cơn nắng diều du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh. Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Em có biết là vài độ hồng còn vương khi môi em cười, nhưng em yên tâm khi mà anh
chốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm?